Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn tại channel của Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Những pha câu giờ lộ liễu của các cầu thủ. Tin đồn bóng đá châu Âu UEFA vừa ra án phạt 30.000 euro đối với huấn luyện viên Thomas Tuchel vì làm trễ nải hiệp 2 trận đấu giữa Betker gặp Atalanta tại tứ kết Champions League hôm 13 tháng 8. Không hài lòng khi bị đội bóng chiếu dưới Atalanta dẫn trước 1-0 sau hiệp đấu thứ nhất khép lại. Trong khoảng thời gian nghỉ giữa giờ, huấn luyện viên Tuchel phải gồng mình chỉ bảo, căn dặn các học trò Betker thực hiện các mạng miếng hòng lật ngược tình thế ở hiệp 2. Song, dù đã được các thành viên trong ban tổ chức trận đấu tại Lisbon nhắc nhở, nhưng các cầu thủ Betker vẫn ra sân trễ. Vì thế, hiệp 2 trận đấu không thể bắt đầu như thời gian đã định. Ủy ban kỷ luật UEFA xác định, việc trễ nải của các cầu thủ đội bóng Pháp, trách nhiệm chính phải thuộc về huấn luyện viên Thomas Tuchel. UEFA thường ra án phạt đối với các đội bóng làm chậm trễ, từ phòng thay đồ làm ảnh hưởng tới kế hoạch bắt đầu của hiệp 2. Nguyên do điều này có liên quan tới lịch phát sóng trực tiếp trận đấu của các nhà đài. Và mọi người đừng quên subscribe channel thứ hai của Mr. Zero được chúng mình đính kèm dưới phần mô tả để không bỏ lỡ những video mới nhất và luôn ủng hộ cho kênh của chúng mình nhé. Chào em, anh đứng ở đây từ chiều. Trong bóng đá, các cầu thủ và thủ môn thường có các tình huống giữ bóng hoặc kéo dài thời gian bóng chết trong mỗi trận đấu, đặc biệt khi đội nhà đang nắm lợi thế. Nhưng cũng chính vì những tình huống này mà họ khiến cho đối phương cảm thấy ức chế, nhất là khi họ đang ở vào thế bất lợi trong những trận cầu quan trọng. Chúng ta hãy cùng điểm qua những pha câu giờ lộ liễu, đồng thời không thiếu phần hài hước này. Vovo Quede, thủ thành của câu lạc bộ Madrid Bus United, có một thói quen hết sức kỳ lạ là lao người xuống để tạo va chạm với cầu thủ đối phương và ăn vạ. Trong trận đấu với câu lạc bộ Golden Arrows ở giải vô địch quốc gia Nam Phi năm 2016, thủ môn người Bỉ này đã đưa thói quen của mình lên một mức độ nực cười khi không bắt bóng ngay mà thách thức đối phương lao tới cướp và ăn vạ để kéo dài thời gian. Bán kết World Cup 2018, Mbappe từng để lại hình ảnh xấu xí khi cố tình câu giờ ở thời điểm Pháp dẫn trước Bỉ 1-0. Ở những phút đá bù giờ, khi Bỉ được hưởng quả ném biên, bóng đang ở gần Mbappe, nhưng thay vì đưa trả lại cho đối thủ thực hiện quả ném biên, thì tiền đạo số 10 đội tuyển Pháp lại cố tình dắt bóng đi xa khu vực đường biên dọc nhằm câu giờ. Thậm chí, cầu thủ này còn chạy theo và rê bóng hai nhịp trước khi bị Wissen vào ngăn cản và đội trưởng Kompany vào chặn lại. Hành vi này của Mbappe suýt bị đội trưởng Kompany của Bỉ ăn thua đủ. Dĩ nhiên, với hành động này, Mbappe phải nhận chiếc thẻ vàng từ vị trọng tài chính điều khiển trận đấu. Trong trận hòa Bournemouth vào tháng 12 năm 2017, hậu vệ Ryan Bertrand của Southampton sau khi thực hiện hỏng một quả ném biên đã gặp phải những lời chế nhạo và tiếng cười từ những phía khán giả. Để che giấu sự xấu hổ ấy, Bertrand đã vỗ vào cổ tay của mình và nói đùa rằng anh làm vậy chỉ nhằm để câu giờ. Tình huống bi hài này diễn ra vào phút 75 khi Man United đang dẫn chủ nhà West Ham 2-0 ở tứ kết Cup FA 2016. Cho rằng tiền vệ của Quỷ Đỏ đang cố tình câu giờ sau khi bị chấn thương, Matt Noble đã chạy tới và bế Ander Herrera rời sân trong lúc các bác sĩ còn chưa kịp chăm sóc cho tiền vệ người Tây Ban Nha. Tháng 2 năm 2007, trong một trận đấu thuộc khuôn khổ Ngoại hạng Anh, sau khi Arsenal ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 trước Wigan, thủ thành James Lehmann đã cố tình tiêu tốn chút thời gian cuối cùng của trận đấu khi lấy bóng từ sau khung thành. Anh cố tình ném quả bóng vào bảng quảng cáo, khiến nó bật ra rồi quay lại nhặt một lần nữa. Dĩ nhiên hành vi này đã không qua được mắt trọng tài và anh phải nhận một thẻ vàng ngay sau đó. Thủ môn Khadim Ndiaye đã thực hiện một pha câu giờ để đời trong trận đấu với Algeria tại khuôn khổ vòng bảng cúp bóng đá châu Phi năm 2017. Tình huống đỉnh cao này diễn ra ở phút 89 khi kết quả của trận đấu đang là 2-2. Lúc này Ndiaye bước lên phát bóng nhưng cố tình đá vào chân của mình rồi lăn xuống sân ra vẻ đau đớn. Đáng chú ý, Ndiaye đã đánh lừa được trọng tài chính Joshua Bondo dù tình huống câu giờ của anh vô cùng lộ liễu.
Năm 2014, những phút cuối trận của hai đội Cameroon và bờ biển Nga trong khuôn khổ vòng loại cúp châu Phi, cầu thủ phòng ngự bên phía bờ biển Nga đã tạo nên một màn tiki-taka đầy chậm rãi nhằm giữ tỷ số hòa không đều. Rê bóng có thể xem như một hình thức nghệ thuật trên sân cỏ, và đôi lúc đây chính là biện pháp hữu hiệu để các cầu thủ câu giờ trong những thời khắc quyết định. Cristiano Ronaldo được xem là người đã sở hữu một pha câu giờ với những động tác rê bóng đẹp mắt vào phút 94 của trận MU chiến thắng trước Arsenal năm 2009. Trong một trận đấu giữa hai đội đại diện cho Iran và UAE tại Champions League châu Á 2012, thủ môn của UAE Ali Khaisiev đã câu giờ bằng cách lén tháo dây giày trong lúc đặt bóng rồi ra hiệu xin phép buộc lại. Tình huống bi hài này xảy ra ở những phút cuối hiệp 1 trận đấu ở giải vô địch quốc gia Romania năm 2011. Do đội nhà đang dẫn trước 2-0 nên thủ thành Beto đã cố tình giữ bóng trong chân để câu giờ. Nhưng anh chàng thủ môn người Bồ đã lúng túng để tiền đạo đối phương cướp được và sút tung lưới. Không chỉ bị cầu thủ đội khách sút tung lưới, Beto còn ăn thêm một cái gót giày vào mặt đau điếng trong nỗ lực cản phá. Rất may cho Beto là đội bóng của anh vẫn giành được chiến thắng chung cuộc. Tháng 9 năm 2017, huấn luyện viên Mourinho đã trở thành tâm điểm của sự chú ý khi xuất hiện ở một trận đấu từ thiện để gây quỹ mang tên Game for Grenfell. Sau khi vào sân thay thế cho David James ở vị trí thủ môn, vị huấn luyện viên này cũng dính ngay một thẻ vàng vì mắc lỗi câu giờ. Tình huống hy hữu xảy ra trong một trận đấu thuộc giải vô địch quốc gia Ai Cập năm 2015. Phút 89, khi tỷ số đang là 1-1, một cầu thủ ăn vạ khi giả vờ bị chuột rút ở gần đường biên ngang. Thấy đối thủ nằm sân, Saad Shamir tới hỗ trợ. Do cầu thủ khách sau đó không chịu đứng dậy, nên trung vệ này bất ngờ bế đối phương lên và ném ra đường biên. Hành động của Saad Shamir vấp phải phản ứng dữ dội từ các cầu thủ dự bị và ban huấn luyện Anguna. Để tránh bầu không khí căng thẳng, trọng tài rút thẻ vàng dành cho Shamir, đồng thời cũng rút thẻ cảnh cáo hành vi ăn vạ của cầu thủ kia. Năm 2012, trong trận cầu ở giải nhà nghề Mỹ, khi LA Galaxy đang bị đối phương dẫn 4-3, thì ở những phút bù giờ, Sam Cronin của San Jose bỗng nhiên nằm sân. David Beckham nóng mặt vì cho rằng Cronin đang câu giờ nên tung một cú sút trúng người cầu thủ này. Hậu quả là tranh cãi xảy ra và Beckham phải nhận một thẻ vàng. Còn trong tình huống này, vì để kéo dài lợi thế đến những phút cuối cùng của trận đấu,
vị huấn luyện viên này đã ra dấu hiệu cho học trò của ông cố gắng câu giờ. Dường như họ rất hiểu ý nhau vì chỉ cần một động tác tay của huấn luyện viên, anh chàng thủ thành đã gục người xuống như thể đã bị chấn thương rất nặng. Vừa rồi là những tình huống câu giờ đã từng xảy ra trong các trận bóng trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.